chết tôi rồi. Lại con mò ở đâu ra thế này hả? À, chắc lại ra chậu sen chậu súng chứ gì. Rồi ôi thôi rồi, thua rồi. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Mới có 2 phút ngoảnh ra là thế này đây. Trời ơi, cái nền nhà tôi này, úi trời ơi. À, thằng mực nó sạch như thế này mà. Con mò ở đâu đây? Hử? Ôi, nền nhà thì trắng đấy chứ.